Anh Phong, anh em biết là anh nói giỡn mà em năn nỉ anh đó, anh thương mẹ con em nhưng mà. Ủa em. Ủa sao em dọn bông ra hết vậy? Anh thấy có nhiều chậu em thích mà. Thì giờ kệ đi, mai mốt có tiền á là mua lại cũng được. Ủa mà anh đi mua bánh mì hả? Ừ. Mà anh nói nè, thôi ráng đi, đợi một thời gian anh kiếm có việc làm rồi anh đi kiếm tiền để anh phụ em, cuộc sống hai đứa sẽ đỡ khổ hơn. Dạ. Anh ăn bánh mì đi. Anh một nửa, em một nửa nha. Em ăn đi. Anh ăn cái này đi. Anh còn no, em cứ ăn đi, không sao đâu. Nhưng mà anh đi làm cả ngày rồi, anh ăn cái này đi. Ừ. Ngon ha. Ăn giùm em ơi. Thôi em ăn đi. Thôi ăn đi. Ừ, anh còn. Thôi anh đi làm cả ngày rồi, anh ăn giùm em ơi. Nè. Ôi. Ăn đi. Ừ. Ngon không? Ừ. Bầu bí mà sách nhiều quá vậy em. Người nhà em đâu? Dạ ảnh đi làm rồi, có mình em ở nhà, em tranh thủ mua mấy cái này về mấy mốt làm ổ cho dễ. Nhưng mà bây giờ ban đêm rồi, em đi một mình lỡ như có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì sao? Không có sao đâu mà, em một mình cũng quen rồi. Bây giờ em phải biết là em không chỉ lo cho mỗi mình em thôi đâu, mà còn đứa con trong bụng em nữa đó. Dạ dạ. Để chị sách cho. Đi qua đằng kia ngồi đi, chị mua nước cho uống. Vợ chồng em cưới được bao lâu rồi? Nói vợ chồng vậy thôi chứ tụi em chưa cưới. Tại dạ. Sao chưa cưới? Thì anh cũng lo sự nghiệp, để rồi sự nghiệp xong xuôi rồi tụi em cưới sau cũng được. Thôi em ngồi nghỉ đi, chị mua nước cho em uống nha. Dạ. Anh Phong. Anh Phong, sao anh ôm cô ta? Cô ta là ai? Mà cô là ai vậy? Ở đâu ra đây nhận bữa? Anh... Còn cô? Cô là ai vậy? Tôi báo cho cô biết, tôi là vợ sắp cưới của anh Phong. Tôi mới là vợ của anh Phong nè. Cô nói gì vậy? Anh Phong, anh nói gì đi chứ? Cái thứ đàn bà hư hỏng như cô thì đừng có mơ mộng nhiều. Anh... Ai hứa là sẽ cưới cô? Đồ chữ quan. Anh Phong... Anh đang nói giỡn đúng không? Anh về với mẹ con em nè mà. Anh Phong. Buông ra. Anh làm ơn đi, đừng có làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Biến đi. Anh Phong. Anh em biết là anh nói giỡn mà. Em năn nỉ anh đó. Anh thương mẹ con em nhưng mà. Buông ra. Cặp lấy số tiền này mà về lo cho con đi nha. Cô làm ơn là đừng có dụ dỗ anh Phong nữa. Ba của tôi đã đồng ý để cho anh Phong làm tổng giám đốc của công ty rồi. Anh, em biết là anh đang giỡn đúng không? Anh về với mẹ con em mà, em năn nỉ anh đó. Biến đi. Trời ơi, cái con điên này. Mày làm cái gì vậy hả? Mày làm cái gì vậy? Đứng dậy đi em. Cái thứ khốn nạn như vậy em nên bỏ đi. May là phát hiện kịp, chứ nếu không sau này khi cưới về em còn khổ hơn nữa đó. Em khổ quá chị ơi. Giờ con em không có cha, ba má em mà biết đó, là giết em chết luôn á chị. Con em thà không có cha, nhưng đừng để nó không có ông bà. Bây giờ em về gia đình với mình đi, ba mẹ em sẽ hiểu cho em thôi. Dạ. Đi với chị. Là phụ nữ hiện đại, các chị em hãy sống hết mình và sẵn sàng từ bỏ những thứ rác rưởi xung quanh. Cứ vui vẻ sống một cuộc đời của chính mình nhé.